Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết số 1 các bạn. Tôi một xong nha bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm màu nha các bạn. Như vậy chào các thân bạn.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ bạn em mình sẽ đi vào chi tiết tâm hồn các bạn. Chị Linh Quân à? Mày chưa Linh Quân đâu? Không. Bắt đã tải mày chơi. Tải rồi nhưng mà không chơi. Game dễ như thế mà không biết chơi. Chị sao Linh Quân chơi chứ? Chị Linh Quân à? Nhưng rồi, nhưng chưa làm cái gì. Có một người không biết để cho nó khó. Tròn gì đâu. Rồi, mình giấu rồi, giấu đây có sao rồi. Thì mẹ nói nghề cục trời chi đi. Trò trên mái cá đi. Nãy mình vừa thử rồi đúng không? Mấy thằng nó bay trong mình chơi. Ủa đi mày, nghe xem mấy thằng.